Đây là món chè bưởi, rất là ngon và hấp dẫn luôn nè. Các bạn nào mà thích cái món chè này thì cùng vào bếp để mình nấu món chè bưởi nha. Cách nấu thì khá là đơn giản. Cách chọn bưởi từ những trái bưởi như thế nào để cho ra món chè ngon nhất mà không có cần quá chất. Khi chọn bưởi nấu chè đó thì mình chọn trái bưởi da xanh ruột đỏ của Việt Nam á là ngon nhất. Cái vỏ nó ít có đắng hơn là những loại bưởi khác hay là bưởi của Trung Quốc. Bưởi nó cái da nó xanh vậy nè, mà mình nhận vô á nó cứng, nó không có bị dẻo dẻo mềm mềm đó. Nếu mà cái bưởi mà nó có cái màu vàng đó mà mình nhận vô nó mềm mềm dẻo dẻo đó là cái trái bưởi nó già, nó khô á, mình nấu chè nó không có ngon, nghĩa là nó dai chứ nó không có giòn. Còn trái bưởi mà nó cứng hoặc là bưởi mới hái đó, ở Việt Nam thì có nhiều cái sự lựa chọn, ở nước ngoài á thì khó chọn hơn. Bởi vì những trái bưởi này á, mình thấy nó mới vậy chứ nhập qua tới bên đây đưa ra ngoài chợ bán á, thì cũng đã mắc hết ít nhất cũng 3 tuần hoặc là 4 tuần rồi. Nhưng mà mình thấy nó vẫn còn xanh. Thì các bạn có thể mua trong các chợ Tây, bây giờ có bán bưởi da xanh ruột đỏ của Việt Nam nha. Ở Walmart nè, Superstore hay Zara hay là những cái chợ Á Đông á, đều có bán cái bưởi da xanh ruột đỏ này. Bây giờ là rất là phổ biến luôn, mua ở đâu cũng có. Khi mà mua bưởi ăn đó, bỏ cái vỏ thì uổng quá, tiếc. Nên lấy lại nấu chè thì cũng là một cái cách rất là hay. Khi mình cầm trái bưởi lên á, mà trái bưởi nó nặng á, thì cái ruột á, nó nhiều, cái vỏ nó rất là mỏng. Còn mà mua có ý định để nấu chè đó thì mua trái bưởi nào mà mình cầm lên nó nhẹ đó, là cái vỏ nó dày, mình nấu chè được nhiều hơn. Còn ở Việt Nam nếu mà các bạn có ý định nấu chè đó thì mình mua trái bưởi nào mà nó non nhất á, nó non thiệt là non á, thì cái thịt của nó nhỏ xíu thôi, còn cái vỏ nó dày thiệt là dày, mình nấu nó giòn lắm. Trái bưởi mà nó mới hái ha, mà nó non nữa thì nấu nó thiệt là giòn luôn. Cắt miếng vuông hay là miếng dài gì cũng được hết nha, mà các bạn nhớ là cắt nhỏ nhỏ thôi để mình rửa cho nó nhanh đó. Còn cắt miếng dày á, đương nhiên là mình sẽ rửa nó lâu hơn rồi. Cắt xong rồi á, mình cho 2 muỗng canh muối, rồi mình trộn lên, cho một chút xíu nước nha, cho khoảng chừng 100ml nước thôi. Rồi mình trộn, để đó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Một 150g đậu xanh, vo cho sạch. Mình đổ nước ngập cái đậu xanh, làm nóng trong lò vi sóng khoảng 1 phút rưỡi, để cho đậu xanh nó mau nở đó. Rồi mình để đó trong vòng 30 phút, sau đó mới đem đi hấp. Khi mà các bạn hấp đó thì cái hạt đậu xanh nó còn nguyên hạt, mình nấu chè nó cũng đẹp hơn. Hấp trong vòng 10 đến 15 phút là cái đậu xanh nó chín rồi. Bưởi hồi nãy giờ là cũng đã thấm nước muối rồi, bây giờ mình đem đi xả nè. Mình đổ ra, mình xả nước muối cho nó ra hết cái mặn đó. Cái nước đầu tiên này coi như là mình không tính đi, mình chỉ xả cái nước muối ra thôi. Rồi các bạn xả vắt cho nó thiệt là khô nha. Những cái nước kế tiếp đó mình cứ xả bóp và vắt cho nó khô vậy đó, chừng 4 lần nha. Khi mình ăn thử mà không có còn đắng nữa là được. Nếu như mà các bạn có 2 trái bưởi hoặc là 3 trái bưởi thì mình sẽ xả và rửa thêm nhiều nước hơn nữa nha. Cái này có 1 trái bưởi rồi, cho nên mình xả 4 lần nước là nó hết đắng rồi. Bắt một nồi nước sôi lên, cho bưởi vô luộc, luộc trong vòng 2 phút đồng hồ. Nếu mà mình có nhiều trái bưởi hơn 2 trái hoặc là 3 trái đó thì mình luộc 3 phút nha. Có 1 trái bưởi rất là ít, cho nên mình luộc 2 phút là đã đủ rồi. Món chè bưởi khó nấu nhất là cái khâu luộc bưởi đó các bạn. Mình luộc mà ít quá thì cái bưởi nó dai, còn luộc mà lâu quá thì cái bưởi nó sẽ mềm.
Cho nên á, các bạn canh như thế nào, mình luộc vừa chín tới thôi thì nó còn cái độ giòn. Nếu có nước vôi trong thì mình lúc này mình cho chút xíu nước vôi trong, mình ngâm chút xíu để cái bưởi nó giòn hơn. Còn nếu không có thì thôi nha, mình vắt cái bưởi nhẹ tay thôi để giữ cái nước, lát nữa nước nó hút bột. Để tạo cái độ giòn cho bưởi thì mình cho một muỗng canh bột đậu xanh. Bột đậu xanh này các bạn mua cái hiệu nào cũng được nha. Bột sắn dây mà cổ Việt Nam á, thường là nó sẽ to như vậy, mình không thể nào mình trộn trong bưởi được. Cho nên các bạn có thể thay thế bằng bột năng nha. Còn mình mua bột sắn dây của Tây á, thì người ta đã xay nhuyễn rồi, cho nên không có cần phải xay lại. Rồi bưởi mình cho vô cái tô lại, cho chút xíu xíu muối thôi. Mình rắc chút xíu xíu muối, cho một muỗng canh đường trộn lên. Tiếp theo là mình cho một muỗng canh bột đậu xanh để tạo cái độ giòn cho bưởi nha. Chỉ cần một muỗng canh thôi là đủ. Đậy lại để khoảng chừng 15 phút để cái bưởi nó thấm đường. Sau 15 phút thì mình rắc cái bột sắn dây, mình rắc lên 2 muỗng canh hoặc là 1 muỗng canh, mình xóc lên vậy đó. Đến khi nào mà cái bưởi nó không có còn hút cái bột nữa thì mình ngưng. Đó, mình cứ xóc vậy, mỗi lần 1 muỗng canh, 2 muỗng canh vậy đó. Thì mình xóc lên, thấy nào mà cái bưởi nó không có còn thấm bột nữa, hoặc là các bạn xóc rồi mình để khoảng chừng 2-3 phút vậy đó, rồi mình xóc một lần nữa, thì cái bưởi nó sẽ ngấm cái bột đó. Rồi mình để đó một chút xíu, rồi mình lại mình cho thêm một muỗng canh nữa, rồi mình xóc lên. Đó, các bạn cứ làm như vậy đến khi nào mà bưởi nó không thấm bột nữa là được nha. Lưu ý là các bạn không có bột sắn dây mịn á, cái bột mà người ta đã xay nhuyễn mịn rồi đó, thì mình dùng bột năng nha, mình thay thế bằng bột năng. Rồi bây giờ là mình cho 200ml nước, 3 muỗng canh bột sắn dây. Cái phần bột này là một chút nữa mình cho trong cái nước chè đó, để cái nước chè nó sánh lại. 1 lít 2 nước, nửa muỗng cà phê muối, một chút xíu lá dứa, 130g đường thốt nốt. Nếu các bạn muốn cái màu chè nó lợt hơn á thì mình cho phân nửa đường thốt nốt, phân nửa đường trắng nha, hoặc là đường phèn. Đường thốt nốt thì nó có cái màu đỏ, nó bị hơi đậm hơn. Rồi lúc này mình bắt một nồi nước sôi, mình cho cái bưởi vô luộc nè. Cái bưởi mình đã xóc bột rồi đó, bây giờ cho luộc. Mình luộc, các bạn lưu ý là nhớ cho từ từ nha, cho một lần nhiều quá là nó sẽ bị quấn cục lại đó, nó dính lại với nhau á. Rồi mình luộc để khi nào mà cái bưởi mình thấy nó vừa nổi lên thôi là mình tắt lửa, mình đem ra xả nước liền nha. Không có luộc quá lâu. Nếu các bạn luộc lâu quá đó thì cái bưởi nó sẽ bị mềm á, là cái miếng bưởi nó không còn giòn nữa đâu. Cái khâu luộc này là khó nhất nha. Nếu mà luộc lâu quá đó thì cái bột đó nó nhão, rồi miếng bưởi nó sẽ mềm. Mình thấy nó nổi lên đều hết là được rồi. Bây giờ mình tắt lửa và đổ ra cái rổ á, xả nước, xả nước lạnh nha. Rồi mình mới cho vô cái tô nước đá luôn, là cái bưởi nó rất là giòn luôn. Vớt bọt cho cái nước đường á nó sạch. Bột sắn dây, cái độ dai của nó thì nó thấp hơn bột năng, nó không có bằng bột năng, nhưng mà cái độ sọt của nó, độ sánh á, thì nó sẽ nhiều hơn bột năng. Bột sắn dây này ăn nó sẽ mát, sẽ tốt hơn bột năng nhiều lắm. Mình thích cái chè nó hơi sánh lại một chút. Lúc này á, là phải nhanh tay lẹ chân nha. Mình cho bưởi vô liền á, rồi mình cho đậu xanh liền, sau đó mình tắt lửa. Không có đợi để nó sôi lâu quá là cái bưởi nó sẽ mềm, không có ngon. Nếu các bạn có tinh dầu bưởi á, thì mình cho mấy giọt tinh dầu bưởi trong cái chè nha. Mình làm cho cái bưởi nó giòn mà. Nếu mà mình để lâu trong nước nó sôi ùng ục ở đó thì cái bưởi nó sẽ mềm đi. Rồi bây giờ là mình đã tắt lửa rồi đó. Đó, cái độ sệt vừa phải. Nếu mà mình làm
đặc quá đó, một chút nguội thì nó sẽ bị sọt cứng lại, không có ngon. Đó, như vậy là vừa rồi. Mình đã tắt lửa và nhắc qua một bên. Tắt lửa và nhắc qua một bên nha, không có để trên bếp. Mình để, càng để trên bếp thì độ nóng nó còn đó, nó sẽ càng làm cho cái bưởi nó không có giòn nữa. Chè bưởi nấu rất là dễ luôn, nấu cũng khá nhanh. Nhưng mà chỉ có một cái vài cái lưu ý, khi mình luộc bưởi nè, khi mình nấu phải nhanh. Còn cái khâu mà rửa bưởi đó thì nhanh lắm rồi, rất là dễ. Bởi vì bưởi này nó không có nhiều cái độ đắng. Nước cốt dừa đó thì mình thắng giống như nước cốt dừa mình ăn chè, những cái món chè khác thôi. Nó hơi lỏng lỏng một chút. Món chè bưởi hấp dẫn quá nè, mời các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.